Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ thả cá giống, tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát động phong trào thả cá, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2024. Tham dự chương trình có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai Cao Văn Quang, Thượng tọa Thích Quảng Trí, Phó Ban trị sự, Trưởng Ban nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo đại diện của các sở ban ngành tổ chức cùng người dân trên địa bàn tỉnh tham gia. Tỉnh Đồng Nai có diện tích gần 70.000 hecta mặt nước với 18 hồ chứa nước thủy lợi và trên 60 con sông kênh rạch lớn nhỏ, thuận lợi cho việc nuôi trồng và phát triển các loài thủy sản tự nhiên. Tuy nhiên, nguồn lợi thủy sản ở các thủy vực tự nhiên trên địa bàn tỉnh ngày càng giảm sút nghiêm trọng. Khu hệ cá tại các lưu vực sông hồ trong tỉnh đang bị khai thác quá mức và ngày càng suy giảm cả về thành phần loài cũng như số lượng cá thể, trong đó số lượng cá thể giảm đến mức báo động. Đợt này, hơn 226.000 cá thể giống các loài đã được thả ra sông Đồng Nai gồm tôm càng xanh, cá lăng nha, cá vồ đếm, trạch lấu, bóng tượng. Ngoài ra, 0,5 tấn các loại cá như chấm đen, mè, chép trôi cũng được thả vào dịp này. Từ việc mà mình thả ra một số lượng cá lớn như vậy thì nó có thể giúp cho cái nguồn thủy lợi, thủy sản đây nó dồi dào thêm và hạn chế được cái việc những người dân xung quanh ta thấy là mình thả như vậy thì người ta sẽ hạn chế việc đánh bắt hơn. Và với là những học sinh đi theo như em vậy thì là các bạn sẽ có thêm một cái những điều hay và những một cái bài học là phải biết bảo vệ môi trường xung quanh và đặc biệt là nguồn thủy hải sản. Hiện nay em thấy cái tình trạng mà đánh bắt trái phép rất là nhiều, mà nó tận thu cái nguồn cá từ những con mà nhỏ nhất ấy. Nên là mình muốn là có chút cái công sức của mình là góp phần vào là thả về cá về cho nó cái nguồn trở lại tự nhiên cho nó được phong phú và đa dạng hơn ấy. Trong những năm qua, tỉnh Đồng Nai luôn quan tâm công tác tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản. Bởi việc xây dựng các hồ chứa nước ở thượng nguồn làm cản trở đường di cư của các loài cá, thu hẹp phạm vi phân bố các loài thủy sản, ô nhiễm môi trường do quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa. Một nguyên nhân quan trọng khác là do người dân khai thác mang tính hủy diệt, sử dụng sung điện, chất độc, các nghề ngư cụ có tính chọn lọc thấp, khai thác con non trong mùa sinh sản làm cho nguồn lợi không tái tạo được và dần mất đi. Những cái buổi thả cá như thế này hết sức ý nghĩa. Với tinh thần là chúng ta làm sao đó để tái tạo lại nguồn lợi thủy sản, làm cho nó con người sống gần với thiên nhiên hơn. Thiên nhiên phục vụ cho người như con người phải là sống sát với thiên nhiên, gần với thiên nhiên, gắn bó thiên nhiên, cùng sống hòa đồng với thiên nhiên thì nó môi trường thế mới bền vững, môi trường nó mới đẹp. Cái thứ hai nữa là cái qua cái việc thả cá hôm nay để chúng ta tuyên truyền ý thức cho người dân thì chúng ta phải bảo vệ được cái môi trường sống của chúng ta. Trong năm 2022 và 2023, tỉnh Đồng Nai cũng đã tổ chức thả hơn 7 triệu cá thể trạch lấu, thát lát gườm, bóng tượng, lăng nha, vồ đếm, chép trôi, mè, tôm càng xanh, tôm sú, cá chẽm và cua biển tại hồ Trị An, sông Đồng Nai và rừng ngập mặn Long Thành, Nhân Trạch. Qua hoạt động này nhằm phát động phong trào thả giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản, tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đấu tranh tố giác các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật thủy sản, tích cực giao nộp chất nổ, chất độc, sung điện và ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản.